Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với Ten Anime. Xin đặc biệt đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng Chu Du đến làng Kasukabe ở miền Tây nước Mỹ, sát cánh với Action Kamen chiến đấu với bọn xấu xa. Bên cạnh đó là một lần Shin phải tự nấu bữa trưa và ngày Bạch Tuyết bị ốm. Sẵn sàng chưa? Cùng bắt đầu ngay thôi. Tập phim Miền Tây Kasukabe Hoàng Dã. Năm 1916, làng miền Tây xa xôi hẻo lánh ở Mỹ, các bạn nhỏ đang đến trường bằng xe ngựa. Tại gia đình Noara, bố đang miệt mài đan mũ rơm, còn Shin thì ngái ngủ. Nghe thấy tiếng xe ngựa, mẹ vội vàng nhồi nhét cho Shin ăn thật nhanh, nhưng Shin còn phải đi vệ sinh nữa cơ. Kết quả là lại bị lỡ xe, mẹ đành cho Shin ngồi lên xe kéo đến trường. Sao hôm nay xe kéo nặng thế nhỉ? Mẹ kéo toát mồ hôi. Hóa ra có thêm bố và Hima ngồi trên xe. Hôm nay ở trường có chiếu Action Kamen nên mọi người đều muốn tới xem. Bố hư thật, dám ngồi chơi để mẹ còng lưng ra kéo vậy hả? Cho ăn đòn ngay vào luôn. Đấy, làm chồng cũng khổ lắm cơ. Khi đến trường, buổi chiếu phim vừa mới chuẩn bị bắt đầu, các bạn nhỏ ai cũng hào hứng xem phim. Action Kamen xuất hiện rồi kìa. Bộ phim nói về thành phố miền Tây Kasukabe đang bị kẻ xấu đe dọa. Action Kamen ra tay tiêu diệt bọn chúng, bảo vệ sự bình yên cho thành phố. Mặc dù kẻ xấu có súng trong tay, nhưng Action Kamen không hề lo lắng. Như một cơn lốc, anh đã tạo ra một cái hố khiến hắn rơi cắm đầu xuống. Bộ phim hay quá nhỉ, tháng sau sẽ có tập tiếp theo. Về nhà, Shin ngân nga bài hát về Action Kamen, thần tượng số 1 trong lòng Shin. Nhìn cú cậu, bố lại nhớ về ngày bé. Bố cũng từng hâm mộ một siêu nhân có vũ khí là một quả bóng sức mạnh, nhưng vì lâu lắm rồi nên bố quên tên của siêu nhân mất tiêu. Hôm sau, vừa ngủ dậy, Shin đã sưng rú lên. Bố đã đan cho Shin một bộ đồ Action Kamen bằng rơm, trông cũng ngầu bá cháy bọ chét đấy. Shin vội vàng chạy đi khoe với các bạn ngay, ai nấy đều trầm trồ muốn có một bộ như Shin. Cả lũ kéo đến nhà Noara nhờ bố Hiroshi, đồng thời tặng rất nhiều đồ ăn làm quà cảm ơn. Gia đình Noara nảy ý tổ chức sự kiện, ai cũng có thể làm Action Kamen cho lũ trẻ trong làng. Chương trình sẽ có tiết mục diễn kịch, bố Hiroshi đóng vai Action Kamen, còn mẹ là quái vật Kibo bụng ba ngấn. Đấy, hai vợ chồng diễn như không diễn kìa, thường ngày vật lộn quen rồi mà. Cảnh tượng này thì Shin và Hima xem đến phát chán, nhưng các bạn nhỏ lại thích thú vỗ tay ầm ầm. Và sau đây là tiết mục được mong chờ nhất, ai muốn hóa trang thành Action Kamen nào? Mọi người nhao nhao lên mong được mặc đồ ngay lập tức. Quả là một chiến thuật kinh doanh tuyệt vời, bố Hiroshi mừng rớt nước mắt, chưa bao giờ bố kiếm được nhiều tiền như vậy. Cả nhà Shin cùng nhau trở về với một xe đầy ắp đồ ăn. Đang vui vẻ thì đột nhiên gặp một tên cướp có súng. Hắn để lại một lời nhắn đe dọa rằng ngày mai lúc 3 giờ hắn sẽ tới làng Kasukabe để cướp vàng. Địa điểm giao dịch là cổng ra vào ngôi làng, bố phải đến đó một mình và đưa vàng về cho hắn ta. Nguy thật, phải làm sao bây giờ? Về đến làng, bố lập tức thông báo cho tất cả mọi người. Hóa ra chúng là ba tên cướp đang bị truy nã. Cả làng không có lựa chọn nào khác, một là đưa hết tất cả của cải cho chúng và nghèo đói, hai là sẽ bị xử hết. Không cam tâm chấp nhận số phận, thầy hiệu trưởng đứng lên kêu gọi mọi người cùng đồng lòng chống lại kẻ xấu. Nhưng họ đều là những người dân chân chất hiền lành, trồng rau và đan lát, không ai biết dùng súng cả. Mọi người có nhớ trong phim Action Kamen tay không, đã đánh bại được người xấu đấy. Chúng ta cũng làm như vậy đi, không chỉ là chiến đấu với chúng mà còn là tự bảo vệ chính mình. Tất cả mọi người đều đồng lòng hưng hực khí thế. Có mỗi bố Hiroshi vẫn còn hơi lo sợ, vì bố biết ngoài đời không giống trong phim đâu. Thầy hiệu trưởng động viên bố, tất cả những gì phải làm là gạt bỏ nỗi sợ trong lòng mình. Câu nói này quen quá, hình như bố đã nghe thế ở đâu rồi thì phải. Dù thế nào thì nó cũng đã tiếp thêm sức mạnh, giúp bố dũng cảm hơn nhiều. Hôm sau, bọn người xấu đã tiến đến cổng làng. Bố Hiroshi mặc bộ giáp Action Kamen đi tới khiêu chiến, trong bố ngầu bá cháy. Một tên thốt lên, đó thật sự là Action Kamen rồi. Hắn đã xem phim không sót tập nào. Phần tiếp theo sắp được phát sóng nói về ngôi làng của Action Kamen. Có lẽ nào chính là nơi đây? Điều gì đang đợi chúng ta vậy? Hắn bắt đầu hoảng loạn, khiến hai tên còn lại cũng hơi bị lung lay. Nhưng hai tên đó không tin và nghĩ tất cả chỉ là diễn kịch. Được thôi, ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là lễ hội. Xem sức mạnh của Action Kamen đây. Tên đầu sỏ bắn lia lịa nhưng không trúng phát nào. Action Kamen xuất hiện khắp mọi nơi, cứ thoát ẩn thoát hiện. Dựa theo phim, bọn cướp phát hiện Action Kamen rất giỏi răng bẫy khắp nơi. Quả đúng vậy, chiếc hố được ngụy trang cẩn thận đã bị bọn chúng tìm ra. Kế hoạch hỏng bét rồi. Hắn bắn vào một chiếc thùng và phát hiện bố Hiroshi đang trốn trong đó. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, thầy hiệu trưởng từ xa ném quả bóng khiến bánh xe rơi xuống, trói chặt ba tên xấu xa. Phải chăng thầy chính là thần tượng siêu nhân năm xưa của bố? Bố dùng ba nắm đấm hạ gục bọn chúng dễ dàng. Mọi người đều vỗ tay hoan hô hết lời. Bố đã trở thành một anh hùng thật sự. Nhìn quả bóng, bố đã nhớ ra tên của thần tượng năm xưa, Enkomen, đồng thời phát hiện người đó chính là thầy hiệu trưởng. Lần này, cả hai siêu nhân đã cùng nhau bảo vệ sự bình yên cho ngôi làng Kasukabe. Từ đó, Action Kamen trở thành biểu tượng của thành phố, mãi mãi bảo vệ ngôi làng khỏi sự tấn công của kẻ xấu xa. Tập phim, đây là bữa trưa của tớ. Tiếng chuông điện thoại nhà Noara đang reo, ba anh em nhà Hoi xin nghe ạ. Ôi trời, Shin không thể trả lời một cách bình thường được hả? Làm mẹ tưởng gọi nhầm máy cơ đấy. Mẹ đi mua sắm một lúc thì gặp bác chủ nhà cho thuê, Jureso. Bác ấy mời mẹ đi ăn nên Shin tự nấu nướng nhá. Sao Shin im lặng thế nhỉ? Chắc là dỗi mẹ hả? Trong tủ lạnh có sẵn món cà ri tối qua nên Shin lấy ra ăn với cơm ha. Rồi mẹ cúp máy cái rụp, chán thật. Thôi không sao, trở thành một cậu bé tự lập nào. Shin lấy ghế trèo lên mở tủ lạnh ra để tìm cà ri. Đây rồi, cà ri tối qua thật sự rất ngon. Bỗng cậu trượt chân ngã làm đổ cả nồi cà ri xuống đất, nên nỗi đau thương, cậu cho nước vào chậu rửa, lau dọn sạch sẽ đống đồ ăn rồi ngồi im lặng trong góc, không khí ảm đạm bao trùm căn phòng. Không, Shin không thể chết đói được, phải tự làm gì đó để ăn thôi. Nói là làm, cu cậu lấy một tờ giấy dài sẵn sàng ghi công thức chế biến, toàn viết linh ta linh tinh thôi chứ có biết gì đâu. Cậu chạy sang nhà bác hàng xóm, quyết định học cách nấu oyakodon. Bác vô cùng bất ngờ, Shin định tự làm món đó ư? Sau một hồi nghe bác đọc công thức, Shin nhức hết cả đầu. Phiền phức quá đi, có món nào dễ hơn không ạ? Bác hàng xóm ngỏ ý, nếu mẹ đi vắng thì Shin có muốn ăn với bác luôn không? Nhưng hôm nay cu cậu tỏ vẻ chững chạc lắm, Shin muốn tự làm mọi thứ để trưởng thành hơn ạ. Vậy đợi bác một chút nhé. Bác hàng xóm viết đầy đủ công thức của món oyakodon cho Shin, cậu vui vẻ nhảy cẫng lên cảm ơn bác. Bác căn dặn phải chú ý
khi dùng lửa vì rất nguy hiểm. Chi lập tức chạy về nhà mở tủ lạnh tìm nguyên liệu. Đầu tiên cần có gà, nhưng tủ lạnh trống trơn. Thôi, đành bỏ món gà vậy. Thay bằng trứng được không nhỉ? Chi lại cầm trứng ra hỏi bác hàng xóm. Đúng lúc bác cũng đang nấu. Chi vào xem bác làm nhá. Bác chuyên nghiệp đập hai quả trứng vào món ăn, khuấy đều rồi đổ lên hai bát cơm. Cu Chi trầm trồ trước món ăn ngon miệng này. Nó được gọi là tanidon, bao gồm thịt lợn và trứng. Và thế là Chi ở lại ăn cơm của bác hàng xóm luôn. Quên béng vụ nấu nướng ở nhà. Sao không như thế ngay từ đầu đi? Rạch việc ghê. Tập phim Bi kịch của Bạch Tuyết. Mẹ Mise đang dọn dẹp thì phát hiện cái mùi tất thối của bố, kinh khủng thật. Mẹ phủi nó ra khỏi chăn rồi ra ngoài. Bé Himawari đang chơi lăn tròn đột nhiên đụng độ tất thối, lập tức bỏ xa 5 mét. Bé cầm một chiếc gậy đánh golf phi thẳng nó ra ngoài sân. Bạch Tuyết đang ngủ ngon thì bị chiếc tất rơi vào người run bần bật. Bạch Tuyết lảo đảo rồi rơi vào cơn mơ kinh hoàng. Tất của bố có sức công phá mạnh mẽ quá. Hình ảnh chiếc giày rách thối đuổi theo Bạch Tuyết làm cậu ta rên ử đau đớn. Trời ạ, hóa ra là cô Shin ngồi đập chân lên đầu Bạch Tuyết. Cậu cún đau đớn tỉnh ngủ, nhìn Shin đang ăn dưa lưới ngon lành. Nhìn nè, dưa lưới có mùi thơm nhỉ? Tất nhiên Shin chỉ cho ngửi thôi chứ đừng hòng ăn ké. Nói rồi cậu lập tức chén sạch, vứt vỏ xuống đất. Bạch Tuyết tiến tới ngửi ngửi, nhưng sao không ngửi được gì thế này? Có lẽ nào vì đôi tất thối của bố mà mất khứu giác rồi không? Mẹ Mise ngó đầu ra kêu Shin đưa Bạch Tuyết đi dạo. Đến bờ sông, Bạch Tuyết sẽ giả làm kéo bông và Shin sẽ đi giấu giày để cho cậu ta đi tìm. Cô Shin nằm đánh một giấc ngon lành. Xế chiều cô cậu tỉnh dậy nhìn Bạch Tuyết tiêu hỉu. Cậu cún vẫn không tìm được giày sao? Cô Shin tức giận mắng Bạch Tuyết quá kém cỏi, làm cậu cún rất buồn. Về đến nhà, trông Bạch Tuyết có vẻ lạ lắm. Mẹ Mise nghĩ say nắng nên cho ở chỗ mát một lúc. Shin lo lắng sợ Bạch Tuyết bị ốm, có lẽ là do trời nóng hoặc thứ gì đó gây ra. Cô cậu lấy miếng dán sốt cho Bạch Tuyết. Himawari xuất hiện, muốn lấy thứ trên trán Bạch Tuyết xuống, lên bị anh Shin mắng mỏ. Không được, Bạch Tuyết đang bị ốm mà. Cô bé tức giận phồng má. Mẹ có nên mang Bạch Tuyết đến bệnh viện không nhỉ? Đi làm về, bố khá sốc khi Bạch Tuyết bị ốm. Cả nhà rất lo lắng cho Bạch Tuyết, nhưng hiện tại mẹ không thể đưa cậu đi khám được vì không có nhiều tiền. Chỉ không suy nghĩ nhiều, lập tức đưa hồng tiết kiệm cho mẹ. Làm ơn hãy cứu Bạch Tuyết bằng tiền của con ạ. Ủa, 13 yên thì sao có thể đi bác sĩ được đây? Thôi thì bố rút ra từ cà vạt một tờ tiền. Cả nhà mình cùng cứu Bạch Tuyết nào. Không phải mẹ cũng giấu tiền trên người đó chứ? Đây rồi, mẹ để sau cổ áo. Ai rồi cũng phải có quỹ đen thôi. Bố mẹ bắt đầu gây chiến với nhau. Himawari chạm vào mũi của Bạch Tuyết khiến cậu hắt xì. Thần kỳ thật, căn bệnh đã khỏi rồi này. Bạch Tuyết liền vui vẻ ăn món yêu thích của mình, thế là không cần đến thú y nữa rồi. Mẹ lập tức cho tiền của bố vào túi mặc cho bố cầu xin. Xin tự hỏi không biết điều gì đã xảy ra với Tuyết vậy nhỉ? Và đó là câu chuyện thú vị của ngày hôm nay. Action comment ngầu thật đấy, chắc hẳn bạn nhỏ nào cũng đều thần tượng phải không nào? Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi tới phút cuối này. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký kênh ủng hộ Chan Anime nhé. Chúng tôi sẽ quay trở lại với nhiều tập phim hay ho hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.